chúng ta làm quen với khái niệm mà tam giác, rồi chúng ta làm khái niệm tứ giác. Rồi các bạn xem nha. Chúng ta biết là khi chúng ta học về khái niệm tam giác là chúng ta lấy 3 điểm bất kỳ, đúng không các bạn? 3 điểm bất kỳ. Bây giờ chúng ta nối các điểm này lại thì chúng ta được cái hình này, nó gọi là hình tam giác hay còn gọi là triangle. Khi chúng ta có 3 điểm này chúng ta nối lại thì nó bao thành một cái vùng kín. Các bạn thấy bên trong và bên ngoài nó khác nhau. Vậy thì cái tam giác này nó sẽ được điều chỉnh để nó ra những cái tam giác đặc biệt. Ví dụ như tam giác có hai cạnh bằng nhau chẳng hạn. Hai cạnh bên này nó bằng nhau thì chúng ta gọi đây là tam giác cân. Còn nếu mà chúng ta được ba cạnh bằng nhau thì chúng ta gọi cái này là tam giác đều. Thì bây giờ đấy là khái niệm tam giác, tam tức là ba. Bây giờ chúng ta sang một cái khái niệm nó gọi là tứ giác, nó gọi là quadrilateral. Vậy thì cái tứ giác đó thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta chấm bốn điểm bất kỳ, chúng ta nối lại thì chúng ta được cái này, nó gọi là tứ giác và tên tiếng Anh của nó là quadrilateral. Vậy thì bốn điểm này nó sẽ xê dịch để nó ra những cái hình đặc biệt mà chúng ta sẽ gọi nó. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình này nó có gì đặc biệt không? Rồi mời một bạn quan sát cho thầy xem. Mời bạn Kiệt. Hình câu A này có thấy gì đặc biệt cho thầy? Là nó có bốn cạnh. À, có bốn cạnh. Thì tứ giác là có bốn cạnh rồi đó. Thấy gì nữa? Là nó là hình gì nhỉ? À, nó gì? Bốn cạnh này. Có bốn cạnh. Là hai cạnh bằng nhau. À, chúng ta thấy là hai cặp, cặp thứ nhất, cặp thứ hai, chúng ta thấy nó bằng nhau, hai cặp bằng nhau nha các bạn. Rồi chúng ta có một cái cặp ở trên nữa, các bạn nhìn có một cái cặp khác nữa, cặp ở trên, nó cũng bằng với cặp ở dưới. Nó còn gì nữa không Kiệt? Có gì nữa không? Dạ không. Ví dụ như thầy vẽ cái hình này nó có hai cặp bằng nhau không? Có bằng không? Hai cặp bằng nhau có bốn cạnh này. Vậy thì nó khác có gì hai cặp hình này? Nhau. Có gì nữa? Có gì? Dạ là... Có gì nữa? Chúng ta quan sát kỹ ra nó có gì nữa? Góc vuông này. À, nó có góc vuông. À, cái hình này nó đâu có góc vuông đâu. Nếu mà chúng ta kéo cái cạnh này cho nó thẳng đứng ra thì chúng ta thấy nó xuất hiện góc vuông. Thì cái này nó gọi là rectangular, là hình chữ nhật các bạn. Nó cũng là tứ giác nhưng nó đặc biệt ở cái chỗ là nó có bốn cạnh này, có hai cặp cạnh bằng nhau này và chúng ta thấy là có bốn góc vuông nữa. Thì chúng ta sẽ gọi đây là hình chữ nhật. Vậy thì nếu thầy biến hình cái hình chữ nhật này, thầy co nó lại để nó thành một cái hình này, chúng ta thấy bốn cạnh nó bằng nhau luôn, nó giống như hình chữ nhật nhưng mà nó lại được bốn cạnh bằng nhau chứ không phải chữ nhật. Thì nó gọi là hình gì? Bạn Đình Kháng. Đình Khang lên tiếng là sao? Nó gọi là hình gì? Là hình vuông ạ. À, chúng ta co nó lại, nó là hình chữ nhật mà bây giờ nó co lại để nó bốn cạnh bằng nhau, nó cũng giống như vậy nhưng mà nó co lại. Thì chúng ta thấy nó có sự đặc biệt là bốn cạnh này đều bằng nhau hết. Thì lúc này nó gọi là hình vuông, gọi là square. Square. À, các bạn nhớ nhé. Chúng ta thấy là biến hình từ một cái hình chữ nhật mà nó biến thành hình vuông. Vậy thì nó phải co ngắn lại để cho bốn cạnh bằng nhau. Vậy thì chúng ta muốn biến từ hình chữ nhật sang hình vuông, chúng ta co nó lại để bốn cạnh bằng nhau thì nó sẽ trở thành là hình vuông. Rồi bây giờ các bạn xem cho thầy là thầy có cái hình này chẳng hạn. Mời bạn Trần Châu. Trần Châu, đây là hình hình này. Dạ. Nó có gì đặc biệt không? Dạ, gì thầy? Có gì đặc biệt? Quan sát đi. Nó hai có... cạnh này thế nào? Nó không bằng nhau ạ. À. Nó song song. Chúng ta nhớ là hai đường thẳng á mà nó cắt nhau như vậy này. Thì nó gọi là hai đường thẳng cắt nhau nhé. Nó gọi là giao nhau. Còn hai đường thẳng nó song song nghĩa là sao? Nếu chúng ta cứ kéo mãi thì chúng ta thấy như là nó không gặp nhau. Thì cái khái niệm này nó gọi là song song. À, nó gọi là parallel. Nó gọi là song song. Các bạn làm quen nó. Và chúng ta thấy là
hai cái đường thẳng này nó gọi là song song với nhau này. Rồi nó còn gì đặc biệt nữa không? Hai cạnh bên là sao? Hai cạnh bên nó thế nào đây? Chiều dài thế nào? Dạ. Nó bằng nhau à? Nó bằng nhau. Chúng ta nhớ hai cạnh mà nó song song với nhau như vậy thì chúng ta chỉ gọi nó là hình thang. Đúng chưa? Chúng ta chỉ gọi nó là hình thang thôi. Gọi nó là hình thang. Hình thang. Nhưng mà nếu chúng ta có hai cạnh bên ấy mà nó bằng nhau, bằng nhau như vậy này, thì nó còn gọi đặc biệt là hình thang cân nha. Cái chỗ này là chúng ta gọi là hình thang cân, bởi vì chúng ta có hai cạnh bên bằng nhau. Ở hình cuối này nó là hình gì bạn giáp? Hình gì đây? Giáp. Yeah. Hình cuối hình vuông ạ. Hình vuông nó gọi là square. Tuy nó xoay lại nhưng chúng ta vẫn thấy là bốn cạnh bằng nhau, nó song song nữa, rồi nó còn có góc vuông nữa, thì chúng ta thấy nó chính là square. Còn hình này là hình gì? Thầy mời bạn Khả An. Hình này hình gì Khả An? Dạ. Hình gì đây? Hình tam giác. Đâu tam giác đâu? Con chưa học tới hình này thầy. Rồi, bây giờ thầy vẽ như vậy này. Đó, thầy vẽ như vậy. Giờ thầy nối nó lại nhá, coi cái hình màu xanh này này. Gọi là gì? Chúng ta thấy bốn cạnh này nó bằng nhau đấy. Nhưng mà nó có góc vuông không? Dạ. Góc này nó có vuông không? À. Dạ có. Cái này không có vuông. Bốn dạ. cạnh bằng nhau mà không có vuông. Thì cái này nó còn gọi là hình kim cương. Diamond. Được chưa? Diamond được gọi là hình kim cương. Hoặc là nó còn gọi là hình thoi nữa các bạn. Đó, thì chúng ta phân biệt những cái hình tứ giác đặc biệt này. Rồi bây giờ một bạn nào cho thầy biết, rồi Lê Minh Nhật. Người ta hỏi những hình nào là gọi là hình square đấy? Hình nào? Câu nào? Nhật. Yeah. Chọn cho thầy hình nào là hình vuông? Nghĩa là hình D. Hình D. Hình nào nữa? Hình C. Hình C. Chúng ta thấy hai hình này gọi là square. Đó. Mời Quốc Ân. Quốc Ân lên tiếng. Quốc Ân đâu? Quốc Ân. Dạ. Yeah. Bây giờ người ta hỏi cái nào là quadrilateral này. Cái nào? Hình nào? Quadrilateral là gì? Là hình tứ giác, tức nghĩa là nó có bốn điểm nối lại với nhau. Hình nào có bốn điểm nối lại với nhau? B. B. Nào nữa? Và C. C. Còn hình nào không? Còn hình nào không? Hết rồi. Hết rồi. Bốn điểm này nó cũng nối lại với nhau nè. Vậy tại sao cái hình D thì nó không phải? Tại sao? Bởi vì chúng ta phải nối bốn điểm đấy, là phải nối nó là một đường gì? Nó là các đường thẳng đúng không? Ân? Dạ đúng. Chúng ta nối lại nó phải đường thẳng. Còn này là đường cong thì nó không được gọi là hình tứ giác. Đó là bạn chọn B và C. Mời bạn Kiệt. Dạ. Hình nào được gọi là rhombus? Rhombus là hình gì Kiệt? Hình tứ giác. Không, quadrilateral nó gọi là hình tứ giác. Còn rhombus ở đây chúng ta gọi nó là thôi rồi. Hình gì? Hình gì? Thôi rồi. Hình thôi. Vậy thì nó là hình nào? Hình gì? C. Hình D. Hình C có phải không? C này. C có phải không? C là hình vuông này. Hình vuông nhưng mà bản thân nó có phải là hình thoi không? Hình thoi là chúng ta nói là có bốn cạnh bằng nhau. Vậy hình vuông nó có bốn cạnh bằng nhau không? Có. Có. Vậy tại sao mình không gọi nó là hình thoi? Dạ tại vì nó có gốc hình thoi không có gốc vuông.
À, chúng ta thấy hình hình vuông thì bản thân nó cũng chính là hình thoi thôi, nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt là chúng ta cho thêm góc vuông nữa, nên chúng ta vẫn có thể xem hình vuông là hình gì. Là hình vuông là hình thoi. À, vậy là chúng ta thấy là có góc vuông là hình đặc biệt. Rồi còn câu nào nữa không? À, câu A. Đó, chúng ta thấy ba câu ACD đều được coi là hình thoi nhé các bạn. Hình vuông bản thân nó cũng là hình thoi bởi vì nó có bốn mặt bằng nhau. Còn còn hình thoi có phải hình vuông không? Yeah. À không. Vậy là chúng ta sẽ có một cái suy luận như vậy là hình vuông thì chúng ta suy ra được chắc chắn nó là hình thoi. Nó là hình thoi. Bởi vì nó cũng có bốn cạnh bằng nhau thì chúng ta vẫn gọi nó là hình thoi. Còn nếu mà ngược lại thì lại không có, bởi vì nó thiếu cái gì? Thiếu cái điều kiện là góc vuông. Nó phải hình thoi phải có góc vuông nữa thì chúng ta vẫn gọi nó là hình vuông. Nên chúng ta lấy hai hình này, chúng ta cần phân biệt nó. Mời bạn Đình Khang. Hình nào là hình chữ nhật? Là D và C ạ. D và C. Chúng Vâng. ta thấy hình hình chữ nhật nhé. Hình chữ nhật nó phải thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn là nó có hai cặp, nó vừa song song vừa bằng nhau này. Khi mà chúng ta nói là nó vừa song song, nó vừa bằng nhau, thì ở đây chúng ta mới chỉ thấy nó là hình bình hẳn thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhét một cái góc vuông vào đây, tức nghĩa là cái cạnh này thầy dựng đứng nó lên để thầy vẽ nó như vậy, thầy dựng đứng lên, thì lúc này là chúng ta có thêm điều kiện là góc vuông nữa thì Em nó chào trở thầy. à, thầy chào. Vậy thì chúng ta dựng nó lên, chúng ta cho nó thêm cái hình hình bình hẳn, cho thêm góc vuông nữa thì nó trở thành là hình chữ nhật, đúng chưa? Vậy thì chúng ta xem coi là hình vuông nó có thỏa mãn cái hình chữ nhật hay không, là các cặp này nó song song và bằng nhau này thì nó cũng là hình hình chữ nhật, nó có góc vuông này. Vậy thì bản thân bạn sẽ chọn là hình vuông thì cũng chính là hình chữ nhật. Rồi, hình vuông chúng ta cũng suy ra nó chính là hình chữ nhật. Đó, các bạn nhớ nhé. Nhưng mà ngược lại hình chữ nhật không phải hình vuông, bởi vì hình chữ nhật nó không đủ yếu tố nên chúng ta không suy ra được. Chỉ có từ hình vuông chúng ta suy ra được nó hình chữ nhật, hoặc là hình vuông chúng ta suy nó ra được nó là hình thoi. Chúng ta nhớ hình vuông nó đặc biệt, nó suy ra được cả hai, nó là hình này cũng được mà chúng ta xem là hình kia cũng được. Vậy thì bạn chọn hai câu là C và D. Mời bạn Trần Châu. Hình nào là Dạ. hình que? Hình nào? Hình A. A. Hình B. B. Hình đâu thầy? À, câu C chúng ta thấy không phải, bởi vì nó chỉ là hình thoi thôi, nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái gì? Nó không Thiếu có cái gì góc vuông. Châu? Thiếu cái gì? Nhưng không có góc vuông. À, nó thiếu cái góc vuông. Bây giờ chúng ta phải dựng đứng nó lên như vậy, phải không? Dựng đứng lên như vậy thì chúng ta mới ra được hình vuông. Mặc dù bốn cạnh bằng nhau đấy, nhưng mà nó thiếu đi một cái góc vuông ở đây, nên chúng ta thấy là hình vuông phải có thêm góc vuông nữa. Hình này nó chỉ là hình hình thoi thôi. Đó, thì chúng ta phân biệt ra, chúng ta bạn chọn A và B. Để mời bạn Giáp. Cái nào là quadrilateral? Ok. À. A. Quadrilateral là có bốn điểm nối lại với nhau, còn cái A là nó có bao nhiêu điểm? Năm ạ. 5. Vậy nó có phải là tứ giác không? Không ạ. Không. B được không? À. Đó. Được. C được không? Không ạ. Nó có bao nhiêu điểm? Năm ạ. 5 đâu? Đếm lại cho thầy xem. Bốn 1, 2, 3, 4. Nối lại thì nó là hình gì? ạ. Vậy có xếp được không? Được ạ. Được. Đây được không? Đây được Đây không? Không được, bởi vì nó gì bị gì đấy?
Nó bị hở chỗ này đúng không? Nó bị hở đấy. Rồi, thầy chế, thầy cầu. Rồi. Bạn Việt qua bên lớp bên kia. Bạn nào chưa qua thì báo thầy nha. Thầy chuyển lớp. Thầy mời bạn Khả An. Khả An. Khả An lên tiếng. Hình nào là Robert đây? Là hình thoi đó. Hình nào? Câu nào? Dạ là câu A với câu D. Câu A. Câu D có phải là Robert không? À, Robert nó cần mấy cái bạn nhau. Dạ là bốn cạnh bằng nhau mới gọi là rhombus lần thoi đấy. Dạ. Câu D có phải không? Dạ không. Câu vậy B. Là câu nào? Câu B. Câu B. Nào, đó, các bạn làm quen với khái niệm hình tam giác cho thầy nhé. Nhiều bạn không làm được cái này. Rồi, thầy sửa thêm. Nếu bạn Uyên Đại. Thầy mời bạn kế tiếp, Minh Nhật. Minh Nhật. Minh Nhật lên tiếng thầy xem. Ở đây người ta cho chúng ta là những cái hình này nó có cùng một nhóm, nó gọi là same group. Same group là cùng một nhóm. Bây giờ tất cả các hình này có mấy? Mấy cạnh đây? Mấy cạnh? Đây là bốn. Bốn cạnh và mấy góc? Đây là bốn góc. Bốn góc. Vậy thì ba cái hình này đều có bốn cạnh và bốn góc. Bây giờ người ta hỏi là cái hình nào theo sau thì nó thuộc về cái nhóm này? Nó có cùng đặc điểm đó. Hình nào? Câu nào? Đây là câu C. Câu C. Chúng ta thấy cũng có bốn điểm, bốn góc. Nó gọi là hình tứ giác. Nó sẽ xếp cùng một cái nhóm đó. Thầy mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Em thưa thầy chúng ta quan sát bốn hình này thì chúng ta phân loại hình này. Thì đầu tiên nó có phải là quadrilateral không? Yes or no? Yes sir. Yes. Nó có phải là hình chữ nhật không? Yes or no? No. 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 Vậy là vô học trễ rồi đó. Thầy mô tả cho các bạn là hình chữ nhật là hình sao? Châu. Em thấy thầy là hình có hai cặp này sao? Bằng nhau và hai song song và bằng nhau nè. Rồi thêm cặp này sao? Song song và bằng nhau. Rồi nó có góc gì? Góc vuông. Vậy thì cho thầy hỏi những cái hình ở trên này nó có song song và bằng nhau không? Có. Có. Nó có song song và bằng nhau không? Có. Có. Nó có góc vuông không? Có. Có. Vậy thì tại sao không chọn dép mà lại đi chọn nó? Yes. Đúng chưa? Phải chọn nào? Yes. Yes. Chúng ta thấy nó có cùng đặc điểm. Hình vuông chẳng qua là hình đặc biệt hơn cái hình chữ nhật thôi. Nên chúng ta vẫn xem hình vuông nó được xem là hình chữ nhật nha các bạn. Chúng ta suy ra nếu người ta hỏi hình vuông có phải hình chữ nhật không? Yes. Bởi vì nó vẫn hình vuông vẫn mang đặc điểm của một hình chữ nhật thì nó được gọi. Cái này chúng ta đừng có nhầm lẫn. Như vậy gọi là square, như vậy gọi là rectangle cũng tốt. Nó không đúng hoàn toàn, nó phụ thuộc đặc điểm và đặc điểm của vuông thì nó chứa đặc điểm của chữ nhật. Nên chúng ta vẫn xem hình vuông là chữ nhật. Mời bạn Quốc Anh. Quốc Anh. Dạ. Giờ quan sát coi là ba cái hình này đều có mấy cạnh, đều có mấy cạnh. Mấy cạnh đây? Có bốn cạnh. Nó gọi là các hình này là bốn cạnh thì nó gọi là hình gì? Tứ giác đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ chúng ta xem hình nào nó cùng cái nhóm đó, hình nào? Hình D. Hình D nó đều có bốn cạnh, còn mấy hình kia là năm cạnh với cả mấy cái kia toàn là năm cạnh không à?
Mời bạn Kiệt. Đọc. Giờ chúng ta xem coi là cái nhóm này nó được sắp xếp nó có phải là square không? Dạ. Cái này dạ, có phải square không hẳn. Có không? Cái này không. Có phải không? Không. Không. Vậy thì cái này chúng ta chọn yes hay no? Dạ, no. Còn cái no. Cuối cùng là mình chọn yes. Rồi chúng ta coi nó có phải rhombus không? Dạ phải. Rhombus nó là hình gì? Dạ hình có. Hình thoi. Rhombus là hình thoi. Vậy thì chúng ta xem hình này có phải hình thoi không? Đấy. Có không? Dạ, có. Nó có bốn cạnh bằng nhau không? Hình thoi nó phải phải có bốn cạnh bằng nhau thì cái này có phải hình thoi không? Dạ, phải. Có đâu? Đây bằng 15. Nó bằng với này là 15 nhưng mà hai cái cạnh này đâu bằng nhau đâu. Chúng ta phải được bốn cạnh bằng nhau thì mới bằng. Nhớ chưa kìa? Dạ. Rồi, cái này có phải rhombus không? Dạ không. Không. Vậy thì chúng ta chỉ có mỗi hình này là rhombus này. Vậy thì chúng ta xét đặc điểm chung của cái nhóm này, nó chỉ được xem là hình gì? Hình bốn cạnh. Là hình tứ giác thôi, đúng không? Chúng ta chỉ xem nó là hình tứ giác thôi. Vậy thì nó không thể nào xem cái đặc điểm của cái nhóm này là hình rhombus được. Nên chúng ta chọn yes hay no? Yes, no. Đó. Square cũng không phải. Rhombus có phải không? Dạ không. Không. Vậy thì người ta đang hỏi phân loại những cái hình này. Thì nó hỏi là tất cả những cái hình trong cái nhóm này có cùng là cái nhóm square hay không? Thì chúng ta chọn no. Rhombus cũng là no. Rồi các bạn lưu ý cái này về nhà làm bài tập ngay cho thầy. Không thôi các bạn quên ngay đó. Rồi chúng ta phân loại hình tứ giác. Giờ khó hơn, chúng ta phải phân loại nó ra. Rồi chúng ta xem coi phân loại sao nha. Thầy mời bạn Đình Khang phân loại cho thầy xem. Dạ. Hình này nó có đặc điểm gì đấy? Là hình vuông ạ. À, chắc chắn là hình vuông. Câu nào? Là D. D. C. Rồi, chúng ta thấy nó cũng là đặc điểm của hình gì đó. Có. Hình nào? Của hình tam giác. Gì tam giác? Tam giác đâu mà ra? Hình gì? Nó có phải rhombus không? À có. Có. Nó có bốn cạnh bằng nhau đấy. Chúng ta cũng xem. Cái hình này cũng là rhombus luôn. Nó có là rectangle không? Có. Có luôn. Chúng ta thấy có từng cặp bằng nhau nè. Cặp này bằng nhau. Mà nó có thêm góc vuông nữa. Nên chúng ta cũng xem nó là hình. Hình gì? Hình chữ nhật luôn. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của? Cả An nữa. Rồi, bạn nào đồng ý với Đình Khang? Đấy thôi, cả An nữa. À, cả A nữa. Rồi. Thế bao nữa? Cái nào là 4? Bạn nào đồng ý với 4 hình? Giờ này. 4 ngã luôn. Nó chứa đặc điểm. Cái hình này chứa đặc điểm vừa là hình vuông này. Vừa chứa là hình thoi này. Vừa chứa là hình chữ nhật này. Và nó cũng là tứ giác luôn. Bạn Giáp có ý kiến gì không? Giáp. Theo Giáp thì bạn sai chỗ nào Giáp? Bạn Minh Nhật. Yeah. Bạn có bị trả lời sai câu nào không? Có câu B. À câu B. Theo như Minh Nhật là bị sai câu B. Sai câu B. Tại sao sai Minh Nhật? Tại vì cái đó là rectangle. À không. Tại vì chúng ta đang mặc định là cái này nó là rectangle. Nhưng mà thực ra không phải. Chúng ta phải định nghĩa rectangle nó là cái gì. Nó có hai cặp cạnh bằng nhau. Thì cái hình vuông này có hai cặp nào bằng nhau không? Dạ có. Có. Nó có góc vuông không? Có không? Dạ có. Có. Vậy thì nó chứa đặc điểm của hình chữ nhật thì tại sao mình không gọi nó là hình chữ nhật? Cảm ơn nhật. Vậy thì cuối cùng cái hình này có phải hình chữ nhật không? Dạ. Có nha. Rồi các bạn lưu ý cái đó. Nên chúng ta đừng có học thuộc lòng là học vẹt này.
nó phải như vậy thì mới được gọi là hình chứ, nó phải như vậy mới gọi là hình vuông. Đó. Chúng ta nhận định hình chữ nhật hay hình vuông nó không phải là cái hình dáng mà chúng ta dựa vào cái đặc điểm. Vậy từ đó chúng ta mới hiểu được hình vuông chính là hình chữ nhật. Các bạn, hình vuông cũng chính là hình chữ nhật mà nó cũng chính là hình thoi bởi vì nó có bốn cạnh bằng nhau. Và nó cũng chính là hình tứ giác bởi vì nó có bốn điểm bằng nhau. Nên chúng ta thấy hình vuông này là chứa đặc điểm của bốn hình này luôn. Rồi chúng ta kiểm tra nó. Ok nha các bạn. Hãy mời bạn Minh Châu. Bạn Minh Châu nói nhẹ. Các thầy mời không thấy phản hồi. Thầy không nghe gì hết. Em đây ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta xem hình này là hình gì? Em là rhombus. À, rhombus. Nó có phải là rectangle không? Có phải là rectangle không? Em thấy là square. Yes hay là no? Em thấy em chọn A và D. À, A và D. Bạn chọn hai câu A và D. Rectangle nó đòi hỏi có góc vuông. Chỗ này nó đâu có vuông đâu. Không có vuông. Nó gọi là square không? Không. Square nó cũng phải có góc vuông. Nên bạn chọn là chỉ có A và D. A và D. Mời bạn Giáp. Đây là hình gì Giáp? Rhombus. À, rhombus. Rhombus thì nó cần cái gì? Thầy vẽ cái hình rhombus như thế nào? Bốn cạnh nó phải bằng nhau mới gọi là rhombus chứ đúng không? Bốn cạnh này bằng nhau này. Nếu các bạn vẽ ra, các bạn vẽ thì chúng ta thấy là thầy vẽ bốn điểm này này. Khi thầy nối nó lại, bốn điểm. Một, hai, ba, bốn. Cái màu xanh ấy thì nó gọi là rhombus. Là bởi vì chúng ta thấy bốn cạnh này nó bằng nhau. Dạ, bốn cạnh bằng nhau nó mới gọi là rhombus. Vậy thì hình này có phải là rhombus không? Không ạ. Không. Có phải là rectangle không? Không ạ. Không. Nó phải square không? Không ạ. Vậy nó là cái gì? C. C. Nó gọi là quadrilateral ở tứ giác thôi. Mời bạn Minh Nhật. Minh Nhật. Yeah. Rồi xem cái hình này hình gì. Cái này bằng cái này. Cặp này bằng cặp này. Rồi nó có góc vuông. Rồi chọn cho thầy nó là hình gì. Rectangle. Rồi có phải square không? Phải. Có phải square không? Yeah. Nếu nó là square thì nó phải co lại để có bốn cạnh bằng nhau mới gọi là square nhá. Bốn cạnh bằng nhau, còn cái hình này của chúng ta nó có bốn cạnh bằng nhau không? Yeah. Không. Vậy thì chúng ta cũng không thể gọi nó là square được. Nó có phải rhombus không? Yeah. Không. Rồi. Có phải quadrilateral không? Thì nó có. Có. Bởi vì nó có bốn điểm nối lại với nhau. Gọi là quadrilateral. Đó. Thì các bạn lưu ý cái bài học về hình tứ giác mới này. Thì các bạn nắm vững nó. Rồi các bạn về luyện tập giúp thầy nhé. Rồi bây giờ thầy kiểm tra thêm cái phần... ở đây là phần về thời gian này. Đấy, thời gian cũng có bạn chưa vững. Rồi. Bạn nào chưa vững về thời gian thì lưu ý cái chỗ này cho thầy. Đây, thầy kiểm tra có bạn nào chưa vững về thời gian này. Tuấn Kiệt, Ngọc Thư, Minh Châu và Khả An. Rồi, thầy sẽ sửa phần thời gian. Đầu tiên mời bạn Minh Châu. Đến tiếng thầy chào. Minh Châu. Em đưa thầy là bạn ở đây người ta nói là gì? Cái trục thời gian chỉ thầy... ra bạn ma mút bắt đầu vào thời điểm này là lúc mấy giờ đây?
Em nghe thấy là lúc 9:32. 32, đếm lại xem. Đếm xem. Cái mốc chỗ này nha. Rồi, 9:30 này. Đến đây là bao nhiêu phút? Đến đấy là... đấy là 10... mấy? 15? Đến đấy là... từ 30 đến 45, tức là 15 phút đúng không? Vâng. Rồi, 15 phút. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta chia thành 3 đoạn. Thì mỗi đoạn là 5 phút. Vậy thì một vật nhỏ này tương ứng với 1 phút. Vậy thì bạn thấy chỗ này chính là 9:32. Và bạn kết thúc chỗ này là mấy đây? Em có thấy là 10:07. À, 10:07. Giờ là... tính cái thời gian mà bạn đi chơi. Chúng ta xem coi có mấy khoảng. Chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Với 6 khoảng màu xanh này là bao nhiêu phút? Em nghe thấy màu xanh là 5. Bằng 30. À, 5 x 6 là 30. Bây giờ chúng ta cộng thêm cái phần bù chỗ này nữa. Chỗ này là mấy phút đây? Em cho thầy là 3 phút. 3 phút. Đoạn này là mấy phút nữa? Đoạn này cộng thêm 2 phút nữa. 2 phút. Trên này là 30. Vậy tổng cộng lại đến đây nó là khoảng bao nhiêu phút? 35. À, chúng ta đếm ra được 35 phút nhé. Chúng ta học đếm thời gian trên trục số này là 35 phút. Mời bạn Anh Thư. À, bạn gì? Ngọc Thư. Hiểu thầy. Rồi thầy mời trả lời đó. Sao vô học trễ vậy? Bởi vì là hôm nay mẹ con cài một khẩu iPad xong rồi lúc mà mẹ con đi làm thì con không biết mật khẩu ấy, là con phải đợi mẹ về mới được. Rồi bây giờ chúng ta xem coi bạn Andrei này bắt đầu làm việc, làm về cái dự án khoa học đúng không? Vào lúc mấy giờ? À, lúc 4:22. Rồi bắt đầu lúc này. Và anh ta hoàn thành sau bao nhiêu phút? Sau 48 phút. Rồi bây giờ người ta hỏi trục số nào giúp cho chúng ta chỉ ra cái đồ thị mà bạn này đã hoàn thành. Đồ thị nào? 4:22 thì nó là cái nào? 4:22 là nó chúng ta nhớ là nó kêu là finish nha. Finish. Cái điểm chấm nào nó chính là cái finish? 4:22. Chúng ta cộng thêm 48 phút nữa thì nó ra là bao nhiêu? Bao nhiêu giờ? Nếu chúng ta cộng 8 phút vào đây thì nó thành là bao nhiêu này? 4 giờ. Thành là 30. 30. Thêm 40 phút. Bây giờ chúng ta chích cái 40 phút này ra, chúng ta lấy 30 phút chúng ta dồn vào thì nó là mấy? 4:30 cộng thêm 30 phút đó là mấy? 5:10. 5 giờ. Chúng ta cộng thêm 10 phút nữa, vậy là 5:10. Vậy thì nó là hình nào? Nó là hình C. À, hình C nó sẽ biểu diễn cho chúng ta cái finish này là 5:10. Thầy mời bạn Minh Nhật. Minh Nhật đâu? Yeah. Tính cho thầy là cái thời gian là bao lâu đây? Lúc này là mấy giờ? Đây là 8:10. Rồi, 8:10. Đến bao nhiêu? Đây là 8:24. Hai mấy? 24. Giờ thầy nhẩm nhá. Đây là 8 giờ. 8:05. À, 8.
8:10, 8:15, 8:20. Và chúng ta thấy đây là 8:20 này. Đến cái chấm này là bao nhiêu? 8:24. À, 8:24 phút. Vậy là 8:24 phút. Còn bắt đầu là lúc 8:10. Rồi chúng ta nối lại. Thì chúng ta xem cái khoảng thời gian nó là bao lâu? 3 phút. Đây là 14 phút. Rồi 14 phút. 14 phút. À, các bạn kiểm tra kỹ về tính toán thời gian về nhà nhẩm cho thầy. Nhẩm cho thầy cái chỗ đó. Về thời gian. Rồi bây giờ chúng ta tính cái khoảng thời gian trong vòng 60 phút nha. Để xem có bạn nào chưa nắm được. Mời bạn Khả An. Dạ. Nhìn vào đây, nhìn vào cái thời gian này thì người ta hỏi là cái đồng hồ này chỉ ra cái gì? Thời gian dạ. Sau bao nhiêu phút? Dạ 27 phút. À 27 phút. Later, tức là lúc này á là chúng ta phải cho cái kim nó dịch về theo chiều đồng hồ thêm bao nhiêu phút? Dạ. Thêm mấy? Thêm 27 phút. 27. Rồi. Rồi chúng ta xem cái vật này chúng ta lùi lên 1 phút, 2 phút, 3 phút này, đúng không? Dạ. Yeah. Bên đây là 3 phút này. Ta cộng đây là 3 nha, từ cái vật này đến 3. Rồi cộng thêm cái đoạn này là bao nhiêu phút nữa? Dạ là 3. Mấy? 3 phút. Đâu có, nguyên cái vòng này này. Còn thêm bao nhiêu? Dạ. Lên 10, lên 11, lên 12 là 15 phút, đúng không? Dạ. Dạ. Rồi, chúng ta thêm 5 phút nữa, là nhiêu? Dạ, thêm 15 phút không thôi. Thêm 5 phút nữa là 23 rồi, chưa đủ. Nếu mà chúng ta thêm 5 phút nữa thành 28, thì tới đây là thêm 5 nữa thành 28, nên chúng ta phải lùi về mấy? Dạ, lùi. 1 phút, đúng không? 1 phút. Dạ. 1 phút. Rồi, cái kim của chúng ta sẽ nằm đây. Vậy thì nó là hình nào? Hình nào? Hình nào? Dạ, hình C. Hình C. Đó, chúng ta kiểm tra cái việc đặt đồng hồ thôi. Em mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Minh Châu. Minh Châu đâu rồi? Em đây ạ. À. Em nhìn đây ạ. Cái đồng hồ này thì chúng ta trả lời câu hỏi là how much time, là đi từ đồng hồ thứ nhất tới đồng hồ thứ hai là bao nhiêu phút? Em thưa thầy. Chúng ta đếm từ cái vạch này. Bây giờ chúng ta cần phải quay tới cái vạch số gần số 11 nằm đây. Thì chúng ta nhẩm coi bao nhiêu phút nha. Từ cái vạch đó lên số 8 là mấy phút? Nhưng thưa thầy, lên số 8 là 3 phút. 3 phút. Lên số 9 là mấy phút nữa? 5. Lên số 9 là phút nữa. 5. Rồi cuối cùng là mấy phút đây? Em thưa thầy, cuối cùng là 5 phút nữa. Đâu, đâu có tới số 11 đâu, gần tới rồi mà. Em thưa thầy, cuối cùng... là mấy? Đến 4 phút nữa. 4 phút nữa, phải gọi là bao nhiêu? Em nói thầy là 17 ạ. 17, rồi chúng ta điền vào đây. 17 phút. Đếm dễ mà, chúng ta cứ đếm từ từ thôi. Mời bạn Quốc Ân. Quốc Ân. Nhìn đồng hồ đếm nha. Rồi bây giờ cái kim này nó đang nằm đây. Bây giờ chúng ta phải quay một vòng cho nó. Ở vị trí số mấy? Số 4. Giờ đếm xem. Đếm đây. Từ vật này lên vật chuẩn này là mấy phút? 1 phút. 1 phút. Rồi từ số 6 này nó quay đến số 12 này là bao nhiêu phút nữa? Bao nhiêu phút? 30. Rồi 30 phút. Xong rồi chúng ta lại cho nó quay đến từ số 12 đến số 4 là bao nhiêu phút nữa? 20. Vậy cộng lại là nhiêu phút? 51.
Rồi chúng ta điền vào, chúng ta thấy 51 phút đúng chưa? Cộng lại thôi. 51 phút. Rồi, 51. Nhớ nha. Mời bạn Minh Nhật. Minh Nhật trả lời. Yeah. Nhìn vào đồng hồ này thì chúng ta thấy kim nó chỉ đồng hồ nào sau bao nhiêu phút đây? 19. 19. Để chúng ta quay. 19 này. Từ cái vạch này chúng ta đến đây là mấy phút? Thế nó là 4 phút. 4 phút. Rồi bây giờ chúng ta thêm hai vạch nữa là nhiêu phút? 10. 10. Cộng lại nhiêu rồi? 24. 14. Thêm một vạch này mấy phút nữa? 5 phút nữa. Đủ chưa? Đã rồi. Vậy chọn đồng hồ nào? Dạ. Con chọn đồng hồ. Thấy vạch số mấy? Đấy, vạch số 5. Vậy là cái nào? Đó là DC. Rồi, C. Chúng ta chọn cái đồng hồ của nó. Bạn nào mới vô đây? Mời bạn Ngọc Thư em. Ngọc Thư. Gì rồi thấy? Trả lời cho thầy xem. Từ đồng hồ đầu đến đồng hồ thứ hai thì nó là bao nhiêu thời gian đây? Từ vật này. Bây giờ nó quay tới vật này là mấy phút? Là 1 phút. 1 phút. Bây giờ nó quay tới vật số 6 này là bao nhiêu phút nữa? Là 25 phút. 25 phút. Giờ nó quay tiếp. Quay đến cái vật số 11 này đây. Nó gần tới chỗ kia thì là bao nhiêu phút rồi? Bao nhiêu nữa? Lại là 25 tiếp. 25 tiếp. Để chúng ta quay cái đoạn cuối đến số mấy? Quá số 1 nữa. Là mấy phút? Là 1 phút. Và là tổng cộng là nhiêu? Tổng cộng là 52 phút. Rồi, 52 phút. Chỉ ngồi cộng lại thôi. Rất dễ. Còn sao nó bị sai? À, quên. Để bấm nhầm. Rồi, 52 phút. Đó, chúng ta về thời gian chúng ta phải chuẩn lại nhé. Thầy thấy nhiều bạn bị sai về thời gian rồi. Ta cần sửa lại. Sau khi thầy sửa đây xong về cấp bài thì các bạn không được phép sai về mặt thời gian nữa. Bởi vì cái này chúng ta sai thời gian là chúng ta không có biết xem giờ đấy nha. Rồi tính toán các vấn đề liên quan đến thời gian chúng ta cũng không biết luôn. Thầy mời bạn Kiệt. Lên tiếp, Kiệt. Dạ có. Rồi bây giờ bạn Frankie này bắt đầu lau chùi nhà cửa vào lúc mấy giờ? 1:30 là 5 tiếng rồi. 1:30 hoàn thành vào lúc 6:30 thì chúng ta xem coi là chúng ta sẽ nhảy như thế nào. 1:30. Bây giờ chúng ta nhảy đến 6:30 thì chúng ta thấy nó là bao nhiêu? 5 tiếng. À, từ 1 đến 6 là chúng ta thấy là thêm 5 tiếng nữa này, 5 giờ. Còn cái phút đằng sau thì chúng ta để nguyên thì bạn cũng nhẩm ra được nó là 5 giờ. Mời bạn Giáp. Giáp đọc. Bạn Oliver và bạn Rani này chơi cái game này mất bao lâu? 48 phút. Chơi 48 phút mà nói là hoàn thành vào lúc nào? 9:05 ạ. À, 9:05. Vậy thì chúng ta xem cái trục thời gian của chúng ta là hoàn thành lúc này là 9:05. Mà cái khoảng thời gian bạn đã chơi thì cái thời điểm ở đây là lúc nào? Đúng không? Thời gian bắt đầu này gọi là 27 ạ. Thì chúng ta thấy là cái khoảng thời gian người ta cho là 48 phút. Giờ chúng ta đi tìm. Thì chúng ta trừ lùi lại.
chỗ này 8 giờ 27 ạ. Ừ. Giờ chúng ta nhẩm như thế nào cho nó dễ này. Chúng ta lùi lại 5 phút đi. Lùi lại 5 phút. Thì chỗ này nó đã là 9 giờ rồi. Bây giờ chúng ta lùi lại cho đến chỗ này là 8 giờ. Bao nhiêu? 30. Là nó lùi lại bao nhiêu phút đây? Từ nay đây chúng ta thấy nó thời gian nó là bao nhiêu? 9 giờ với 8 giờ 30 phút. 30 phút, 5 phút thì 35 rồi. Bây giờ chúng ta cần chỗ này lùi lại mấy phút nữa? Thì nó đủ 3 phút nữa. Có phải 3 không? 35 mà chúng ta thêm 3 nữa thì mới là 38 thôi. Phải thêm mấy? 13. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy cái mốc chỗ này là 8:30. Vậy chúng ta lùi thêm 13 phút nữa thì nó là 8 giờ mấy? 8:27 ạ. Đúng không? Ừ. 30 chúng ta lùi 3 là 27. 8:17. À, 8:17. Vậy là chúng ta thấy cái mốc này nó là 8:17 phút. Chúng ta nhầm kỹ. Cách thanh long ra nè. Để xóa cái thanh long. 8:17 nó là cái nào? Đây đâu rồi? Dạ. Ờ, câu B ạ. Câu B. Rồi, đến số 3 là 8:15, thêm 2 phút là 8:17, bạn chọn là B. Hoàn toàn đúng luôn. Đây chúng ta chỉ nhầm thời gian thôi. Thầy mời bạn Trần Châu. Trần Châu. Dạ. Bạn này chơi cái này mất bao nhiêu phút? 52 phút ạ. 52 phút và bắt đầu vào lúc nào? Dạ 4 giờ 6 phút. Vậy thì kết thúc vào lúc nào đây? Dạ. Lúc nào? ABC. Dạ là C ạ. À là C. Nó là 4 giờ 58 nè. 4 giờ 58 nằm đây. Chúng ta nhẩm nó ra. Chúng ta có thể nhẩm như thế nào? 4 giờ 6. 4 giờ 6 phút 06 đây. Chúng ta cộng cho 52 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cộng 6 phút này với 52 phút nó ra là 4 giờ 58 phút. 4 giờ 58 phút thì chúng ta nhìn đồng hồ thì chỉ thấy có câu C là đáp ứng rồi. Mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư. Đây. Trả lời. Đi thời gian bắt đầu là lúc mấy giờ? Lúc 7:19. 7:19. Và 7:53 là thời gian nào? Là thời gian làm xong cái cạc. À, kết thúc, kết thúc. Cái này là 7:19. Còn cái này là 7:53. Thì chúng ta nhẩm làm sao để tính đây? 19 chúng ta làm tròn nó thành bao nhiêu? 7:20 được không? Thì chỗ này là 1 phút. Rồi chúng ta xem coi 7:20 chúng ta cộng tròn lên tới 7 giờ mấy cho nó dễ đây. Tới gần con số này là 7:50 bao nhiêu? 50. 50. Vậy thì chúng ta nhẩm coi là từ đây đến đây là bao nhiêu phút nữa? À, 60 phút. À, 7:20 đến 7:50 mà. 70 phút. Vậy 7:20 cộng thêm bao nhiêu nữa thành 50? Cộng thêm mấy? 20 cộng 30 thì nó thành mấy? 50 phút. 50, vậy là thêm 30 phút nữa. Chỗ này chúng ta thêm 1 này. Rồi cái đoạn cuối này là 7:50 đến 7:53 là thêm mấy phút nữa? À, thêm 3 phút nữa. À, thêm 3 phút nữa chúng ta cộng vào 3 phút. Vậy tổng cộng nó là nhiêu? Tổng cộng là 1 phút, 30 phút, 3 phút là nhiêu? Là 34 phút. Rồi, 34 phút. Chúng ta ngồi chúng ta nhẩm theo cách đó thì nó sẽ dễ dàng chúng ta hơn. Rồi bây giờ tạm thời thầy cho các bạn nghỉ giải lao 5 phút hơn. Chúng ta thấy là có 50 trang. Bây giờ bạn này sẽ tạo ra cái sơ đồ.
thì chúng ta thấy là bạn này viết poem là làm thơ đấy, thì sử dụng mấy biểu tượng? Mấy biểu tượng anh? Bốn biểu tượng. Mấy biểu tượng đây? Hai. Hai biểu tượng là tương với mấy trang? Bốn trang. À, một biểu tượng là hai trang, hai biểu tượng là bốn trang. Chúng ta hiểu đây là bốn trang. Còn cái chalk là mấy trang đây? Đấy. Có 6 trang. Rồi, 6 trang đó. Chúng ta cần phải biết đọc được cái biểu đồ này chúng ta mới trả lời tiếp được. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta trả lời tiếp câu hỏi ở dưới nha. Đây là kỹ năng chúng ta đọc bản đồ cái đã. Rồi, câu hỏi yêu cầu chúng ta đi tìm gì? Tìm gì đây? Tìm gì đây? Hỏi con bao nhiêu trang? Bao nhiêu trang còn thì lại? Còn lại. Rồi, bây chúng ta đếm coi là thơ là sử dụng 4 trang. Report là mấy trang? 6 trang. Story là bao nhiêu trang? 2, 12. À, 12, chúng ta nhân ra nó là 12 này. Chalk cũng là 6 trang. Còn journal là bao nhiêu trang đây? 10. 10. Vậy thì chúng ta đã sử dụng tổng cộng là bao nhiêu trang đây? Tổng cộng là nhiêu? Cộng lại xem. Mấy? 10. Với 12 là 22. 6 trang này là 28. Với 10 này là nhiêu? Và tổng cộng là mấy? Anh 38. Rồi, tổng cộng là 38 trang. Mà trong đó cuốn sách này tới bao nhiêu trang? 50. 50. Vậy thì chúng ta biết còn lại là mấy không? Dạ biết. Bao nhiêu? 12. À, chúng ta lấy 50, chúng ta trừ cho 38 trang đã dùng thì chúng ta thấy là còn 12. Vậy là chúng ta điền vào đây là 12 trang. 12 trang. Mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư. Đấy. Một biểu tượng này là mấy chữ ký đây? Biểu tượng này có 2 chữ ký. Rồi, vậy thì cái đầu tiên là bao nhiêu? Mấy chữ ký? Đầu tiên có 6 cái. 6. Kế đến? Là 4 cái. 4. Tiếp tục, cái thứ ba là mấy? Có 16 cái. Rồi, 16. Cái cuối cùng? Cái cuối cùng có 14 cái. Rồi, chúng ta đã biết được đọc số liệu rồi. Bây giờ ta hỏi chúng ta là có tổng cộng là bao nhiêu chữ ký? Đếm lại là nhiêu? Có... tổng cộng thì có 40 chữ ký. À, chúng ta cộng lại 6 cộng 4 là 10, cộng thêm 16 cộng 14 đó là 40 chữ ký. Chúng ta điền vào đây là 40. Mời bạn bạn gì? Đình Khang đâu? Đình Khang. Dạ. Rồi, chúng ta đã biết được cái hình này, người ta cho một cái bông hoa này, một cái biểu tượng là bông hoa. Ba. Rồi, bây giờ chúng ta thầy không cần liệt kê cái nữa. Người ta hỏi chúng ta là cái gì đây? Là how many fewer flowers? Là trong cái khu vườn này thì vào tháng mấy đây? Tháng 4. Tháng 3.
và tháng mấy? Tháng 3. Tháng 3 và tháng 7. Chu Lý, thì nó có ít hơn là bao nhiêu? Ít hơn mấy mấy tuần này? Cái này là 2 tuần tượng thì là có 6 mấy ạ? 6 cái ạ. Ừ. Rồi 6. 2 x 3 là 6. Còn cái này? 9 ạ. 9. 3 x 3 là 9. Vậy thì chúng ta thấy ít hơn là bao nhiêu cái hoa đây? Là 3. Rồi 3 thì tiền 3 vào đây. Không. Cái gì đấy? Đáp án là 6 ạ. Chúng ta kiểm tra coi là nó đang so sánh với cái gì? Thầy xin lỗi. Chỗ này người ta nói là tháng 3 và tháng 7 cộng lại thì hai cái này là cộng lại là bao nhiêu? 15. Vâng. Đúng không? Thì nó so với tháng mấy? So với tháng 7. À so không. Tháng 5. Là tháng 5. Tháng 5 là bao nhiêu? 2, 4, 6, 7 là bao nhiêu cái? 21 ạ. 21. Vậy nó nhiều hơn bao nhiêu đây? Hay là ít hơn bao nhiêu? Nó nhiều hơn 6 cái ạ. À, 15 với 21 thì chúng ta thấy nó chênh lệch là 6 cái. 6 cái. Các bạn về vận dụng cái biểu đồ này, các bạn tính cho thầy, ta luyện tập thêm. Cái nào các bạn chưa rõ thì thầy hướng dẫn thêm thôi. Rồi, mời bạn Giáp. Giáp đâu? Mời bạn Kiệt. Rồi, Giáp trả lời đi. Giáp trả lời trước. Ở đây người ta cho chúng ta một cái biểu đồ chúng ta cần phải đọc. Thì cái bitswarm này có số lượng là bao nhiêu con? 12 con ạ. 12 con. Reptile crack là bao nhiêu con? Là 9 con ạ. Rồi chúng ta đọc vào đây chúng ta thấy nó là 9 con này. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải đọc được biểu đồ cái đã. Bây giờ cái câu hỏi kêu chúng ta làm gì? Cái nào là có cùng số lượng con cá sấu ạ? À, có cùng số lượng thì chúng ta thấy cái nào có cùng số lượng? Bass Swarm với là Danger River ạ. À, rồi. Bass Swarm và Danger River. Hai cái này. Đúng không? Đây, mời bạn Kiệt. Rồi, nhìn vào biểu đồ này thì người ta cho chúng ta chỗ này là gì đây? Số lượng học sinh mà chọn màu gì? Đỏ rồi. Đỏ là trong mỗi yêu thích thì nó có cùng số lượng với cái gì? Xem có cùng số lượng giữa cái gì? Different màu. Giữa màu gì? Màu xanh lá cây và xanh nước biển. À, màu xanh lá cây và xanh nước biển. À, xanh lá cây là bao nhiêu? Dạ là 15. 15 rồi. 15. Chúng ta thấy cái số này là số 15 nhé. Đây, thầy viết đây là 15 này. Còn xanh nước biển là nhiêu? 11. 11. Vậy thì nó nói là cái màu đỏ này nó bằng với cái độ chênh lệch giữa hai cái màu này. Vậy thì chênh lệch giữa hai màu này là bao nhiêu? Dạ là... Bốn thầy. Bốn thầy. Bốn thầy. À, bốn cái. Vậy thì cái màu đỏ này nó cũng phải vẽ là mấy cái? Bốn cái. Bốn. Vậy thì chúng ta trả lời đỏ là mấy? Dạ, màu đỏ là 4. 4. Chúng ta chọn đây là 4. Mời bạn Trần Châu. Trần Châu. Dạ. Rồi, chúng ta nhìn cái biểu đồ này và chúng ta trả lời là những người chọn màu gì?
Dạ, màu xanh lá. Màu xanh lá là green. Đây, green. Green đây. Với màu gì? Màu xanh dương. Blue. Vậy là nó chân lập cho bao nhiêu? How many more? Mấy? Yeah, mức này với mức này nó chân lập nhau bao nhiêu đây? Chân lập nhau mấy? Từ đây đến đây là mấy? Yeah. Một cái là 60, một cái là 105. Chân lập nhau nhiều? Tính. Vậy bằng 45. Nó lên 100 là bao nhiêu? Dạ. 60 mà nó tăng lên 60 này. Nó muốn tăng lên 100 thì nó là cộng thêm bao nhiêu? Dạ cộng thêm 45. Thì cộng 40 chứ. 45. Chúng ta mới tăng nó lên thành 105. Và thêm mấy nữa? 5 nữa. 5 nữa vậy tổng cộng là thêm bao nhiêu? 45. Vậy thì chúng ta tính được cái how many more này chúng ta trả lời là bao nhiêu? Bao nhiêu? 45. Chúng ta điền 45 vào đây. Đó thì cái mấy cái bài mà về biểu đồ này thầy ôn lại để cho các bạn nắm hơn, để chúng ta làm cho vững trước khi chúng ta học biểu đồ của lớp lớn và của lớp 4 này. Mời bạn Minh Nhật. Yeah. Rồi, đọc biểu đồ cho thầy. Ở đây chúng ta nhìn biểu đồ, chúng ta đã biết được là fan là tìm được bao nhiêu từ, 25 từ chẳng hạn. Đây, chúng ta thấy đọc biểu đồ này là 25. Còn này là 40. Cái này là 45. Và cái này là 30. 30. Chúng ta nhìn biểu đồ chúng ta phải biết đã. Rồi sau đó chúng ta trả lời câu hỏi này. Học sinh nào đã gì? Đã bị miss chính xác là 10 từ. Đã 10 từ. Yêu cầu của bài toán là gì? 5 học sinh trong câu lạc bộ này có một cái cuộc thi đấu để tìm từ. Và nó chứa được bao nhiêu từ đây? 50. 50 từ. Bây giờ hỏi học sinh nào bị miss, tức là bị thiếu mất 10 từ. Học sinh nào? Đó là Lucky. Là câu nào? Dạ, con chọn câu B. À, câu B. Chúng ta biết là nó có 50 từ mà bạn này tìm được có 40 từ thôi. Vậy thì bạn này vẫn còn thiếu ở đây là 10 từ. Vậy là bạn chọn câu B. Gáp. Bạn. Chúng ta đọc kỹ câu hỏi để chúng ta trả lời được. Mời bạn à. Đợi thầy chúng ta chuyển Hoàng Long qua. Hoàng Long. Hoàng Long bây giờ mới vô lớp là sao? Rồi mời bạn à. Bạn Khả An. Khả An. Dạ. Yeah. Giờ mình đọc biểu đồ này thì người ta nói là sau khi bạn Chu Lì đã tạo ra biểu đồ thì có thêm mấy học sinh? Thêm học sinh dạ, thêm 8. Vào lớp nào? Dạ là Science. Science. Vậy thì Science hiện nay đang là mấy? Dạ là 20. 20, vậy là thêm 8 vô thì nó phải đổ thêm cái này nữa. Phải không? Thêm 8 dạ. Nữa. Thì người ta hỏi là cái lớp học nào thì có ít số lượng hơn sau khi thêm 8 này vào? Lớp nào ít hơn? Dạ là lớp math. À, lớp math chúng ta thấy nó ít hơn nè. Nó có 24 thôi, còn trong đó là các lớp khác nó đều trên 24 cả. Nên bạn chọn là math. Mời bạn Đinh Khang. Đinh dạ. Khang. Rồi chúng ta xem coi là
bạn Jamy đã khảo sát tổng cộng bao nhiêu bạn cùng lớp nhỉ? Là con mấy bạn? Mấy đây? Tôi 7 ạ. 7? Cái này mấy? 15 ạ. 15. Con này là mấy? 4 ạ. 4. Con này? 3. 3. Vậy là tổng cộng là nhiêu? 7. 29 ạ. 15 là? 29 ạ. À, là 22. Cộng thêm 4 nữa là 26. Cộng thêm 3 nữa là 29. Vậy thì tổng số lượng chỗ này là 29. 29. Rồi, 29. Tương tự như vậy, câu khác chúng ta cũng đọc kỹ câu hỏi để chúng ta trả lời nha các bạn. Giờ thử mời một bạn coi trả lời xem. Mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư. Được thấy. Câu hỏi tìm gì đấy? Câu hỏi tìm... Số học sinh ít hơn. Ít. Giữa cái nào? Ít hơn cái đoàn thứ 6. Và so với chơi gì? À, so với chơi trống. Trống và trombone. Giờ chúng ta coi là drum là mấy đây? Chơi trống là 32. 32, trombone là mấy? 26. 16, vậy tổng cộng nó là nhiêu đây? Tổng của hai cái này thì nó là 14. Gì? À, chết nhầm. 16 với thêm 32 nó là nhiêu? Nó là 48. 48. Vậy thì chúng ta thấy tổng cộng chơi trống và cái trombone này là 48. So với flute là mấy? So với flute là 40. 40. Vậy nó ít hơn bao nhiêu? Nó ít hơn 8. Ít hơn 8. Chúng ta chỉ cần cố gắng đọc câu hỏi đúng là chúng ta sẽ trả lời thôi nhé. Rồi thầy xem coi là chúng ta còn câu nào nữa. Bây giờ chúng ta còn 3 câu. 3 câu thì thầy có tí việc bận. Các bạn ngồi các bạn làm bài cho thầy nhé. Thầy cho các bạn nghỉ sớm. Là nghỉ sớm học thôi chứ còn các bạn ngồi làm bài cho thầy để thầy cấp bài cho các bạn nhé. Các bạn mở ra làm bài cho thầy. Con chào thầy ạ. Thầy đâu đó cho nghỉ đâu cháu. Chào thầy.